Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 3. Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời. Và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Ai có sự trông cậy đó trong lòng thì tự mình làm nên thánh sạch, cũng như Ngài là thánh sạch. Còn ai phạm tội, tức là trái luật pháp, và sự tội lỗi, tức là sự trái luật pháp. Và các con biết Đức Chúa Giêsu Christ đã hiện ra để cất tội lỗi đi, và biết trong Ngài không có tội lỗi. Ai ở trong Ngài thì không phạm tội, còn ai phạm tội thì chẳng từng thấy Ngài và chẳng từng biết Ngài. Hỡi các con cái bé mọn, chớ để cho ai lừa dối mình. Kẻ làm sự công bình là người công bình, như chính mình Chúa là công bình. Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu. Và con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời. Bởi đó người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ. Ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời. Kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy. Và lời rao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau. Chớ làm như Ca-in là kẻ thuộc về ma quỷ, đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công bình. Hỏi anh em, nếu thế gian ghen ghét anh em thì chớ lấy làm lạ. Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình. Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. Chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đứng cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thế nào ở trong người ấy được? Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Bởi đó chúng ta biết mình là thuộc về lẽ thật, và dục lòng vững chắc ở trước mặt Ngài. Vì nếu lòng mình cáo trách mình thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa và biết cả mọi sự. Hỡi kẻ rất yêu dấu, ví bằng lòng mình không cáo trách thì chúng ta có lòng rất dạn dĩ đặng đến gần Đức Chúa Trời. Và chúng ta xin điều gì mặc dầu thì nhận được điều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài và làm những điều đẹp ý Ngài. Và này là điều răn của Ngài, là chúng ta phải tin đến danh con Ngài, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta. Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta là nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta. Chương 4. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng? Vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. Bởi điều này hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Phàm thần nào xưng Đức Chúa Giêsu Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời. Còn thần nào không xưng Đức Chúa Giêsu chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của kẻ địch lại Đấng Christ, mà các con đã nghe rằng hầu đến và hiện nay đã ở trong thế gian rồi.
hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi. Vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Họ thuộc về thế gian, cho nên nói theo như thế gian, và người thế gian nghe họ. Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Ai nhìn biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta, còn ai chẳng hề thuộc về Đức Chúa Trời thì chẳng nghe chúng ta. Ấy, bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân thật và thần sai lầm. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Này, sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy thì chúng ta cũng phải yêu nhau. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta yêu nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Bởi điều này chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, là Ngài đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta. Chúng ta lại đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đặng làm cứu Chúa thế gian. Ví bằng có ai xưng Đức Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời ở trong người và người ở trong Đức Chúa Trời. Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương. Ai ở trong sự yêu thương là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Này, vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán? Ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi. Vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Ví có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì là kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này: ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình. Chương 4. Khi các thù nghịch của Giuđa và Benjamin hay rằng những người đã bị bắt làm phu tù được về cất đền thờ cho Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, bèn đi đến Sorobaben và các trưởng tộc mà nói rằng: chúng tôi muốn đồng xây cất với các ngươi, vì chúng tôi tìm cầu Đức Chúa Trời của anh em cũng như anh em, và chúng tôi đã tế lễ cho Ngài từ đời Esarhaddon vua Assyri đem chúng tôi lên đây. Nhưng Sorobaben, Yeshua và các trưởng tộc khác của Israel đáp với chúng rằng: các ngươi chẳng được phần chung với chúng ta đặng cất một đền thờ cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Song chúng ta, chỉ một mình chúng ta, sẽ cất một đền cho Jehovah Đức Chúa Trời của Israel, y như Siru vua Pharosơ đã truyền bảo chúng ta. Bây giờ dân của xứ xui cho dân Giuđa ngã lòng nhát sợ trong khi họ xây cất, và trọn đời Siru vua Pharosơ cho đến đời Darius vua Pharosơ trị vì, chúng đem hối lộ cho những mưu sĩ chống với dân Giuđa đặng phá việc họ lo toan. Nhằm đời Asheru vừa bắt đầu lên ngôi thì chúng làm một cái trạng cáo dân Giuđa và dân cư Jerusalem. Qua đời Ác-ta-xét-xe thì Bít-lam, Mít-rê-đác, Ta-bê-ên và đồng liêu của chúng viết biểu tấu lên Ác-ta-xét-xe vua Pharosơ. Cái biểu ấy viết bằng chữ Aram và dịch ra tiếng Aram. Lại Rehum tể tướng và Shimshai thư ký đồng viết biểu nghịch cùng Jerusalem tấu lên vua Ác-ta-xét-xe như vậy: Rehum tể tướng, Shimshai thư ký và các đồng liêu của họ
tức là người Dinit, người Aphaxathit, người Tạc-bê-lít, người Aphaxit, người Akevit, người Babylon, người Susan, người Dehavit, người Elam và dân sự khác mà Onabba cao trọng và vang hiển đã đem qua, khiến ở trong thành Samari và trong các miền khác bên phía này sông. Này là bản sao lại của bức biểu chúng gửi tấu vua Artaxerxes. Các tôi tớ vua ở bên phía này sông kính tấu vua Artaxerxes. Tâu vua hay rõ ràng: những người Giuđa đã từ nơi vua lên đến chúng tôi tại Jerusalem, đương lập lại thành phản nghịch hung ác ấy. Chúng nó đã xây lại vách thành và tu bổ các nền cho xong rồi. Vậy nguyện vua biết rõ ràng, ví bằng thành này được cất lại và vách tường nó được xây lên, tất dân nó sẽ chẳng tiến cống, nộp thuế hoặc đóng tiền mãi lộ, rồi sau chắc sẽ gây họa cho vua. Vả vì chúng tôi ăn muối của đền vua và chẳng nỡ chứng kiến việc gây thiệt hại cho vua như vậy, nên chúng tôi sai sứ giả đến tâu rõ cùng vua, đặng người ta tra khảo trong sử ký các tổ phụ vua. Tất sẽ tìm thấy trong sách sử ký đó và biết rằng cái thành này vốn một cái thành phản nghịch, gây thiệt hại cho các vua và nước. Từ thuở xưa người ta hay làm loạn ở đó, bởi cớ ấy thành này đã bị phá hoang. Chúng tôi tâu cáo vua hay rằng nếu thành này được cất lại và vách tường nó được xây lên, tất tại cớ ấy đất ở phía bên này sông sẽ chẳng còn phục vua nữa. Vua bèn giáng chiếu cho tể tướng Rehum, cho thơ ký Shimshai và cho các đồng liêu của họ ở tại Samari và ở trong các miền khác phía bên nay sông mà rằng: nguyện các ngươi bình yên. Bức biểu các ngươi dâng tấu lên ta đã đọc ra tỏ tường trước mặt ta. Cứ theo mạng lệnh ta, người ta đã tra khảo, thấy rằng từ đời xưa cái thành này có giấy loạn với các vua, và trong nó hằng có sự phản nghịch và việc ngụy đảng. Lại tại Jerusalem đã có những vua rất quyền thế quản hạt cả xứ ở bên kia sông, và người ta tiến cống, nộp thuế và đóng tiền mãi lộ cho các vua đó. Vì vậy các ngươi hãy truyền lệnh ngăn cản những người đó cất lại cái thành này cho đến chừng ta ban chiếu chỉ về việc đó. Khá cẩn thận về sự này, e các vua bị thiệt hại thêm chăng. Vừa khi đã đọc chiếu của vua Artaxerxes trước mặt Rehum thơ ký, Shimshai và các đồng liêu họ, thì chúng đồng lật đật đi đến dân Giuđa tại Jerusalem, lấy năng lực và cường quyền khiến họ ngưng công việc. Vậy công việc xây cất nhà của Đức Chúa Trời tại Jerusalem đình cho đến năm thứ hai đời Darius vua Pharoser trị vì. Chương 5. Vả tiên tri Age và tiên tri Sachari con của Ido, nhân danh Đức Chúa Trời của Israel nói tiên tri cho các người Giuđa tại xứ Giuđa và ở tại Jerusalem. Sorobabin con trai của Sa-an-thi-en và Yeshua con trai của Yosadak bèn trỗi dậy khởi cất đền Đức Chúa Trời tại Jerusalem, có các tiên tri của Đức Chúa Trời giúp đỡ. Trong lúc đó Tác-tê-nai quan tổng đốc của xứ phía bên này sông, Sê-ta-bô-sê-nai và các đồng liêu họ đến tìm dân Giuđa mà nói cùng chúng như vậy: ai ban lệnh cho các ngươi cất cái đền này và xây vách thành này lên? Chúng ta bèn nói cùng họ tên những người xây cất cái đền này. Con mắt Đức Chúa Trời của chúng đói xem các trưởng lão dân Giuđa, nên họ không ngăn cấm chúng làm công việc, đành lòng đem việc ấy tâu lại Darius, đợi đến khi vua giáng chiếu về sự ấy. Này, bổn sao lục tờ biểu mà Tác-tê-nai quan tổng đốc của xứ phía bên này sông, Sê-ta-bô-sê-nai và các đồng liêu người, tức người A-phạt-sát ở bên này sông, tấu lên vua Darius như lời sau này: chúc vua Darius thái bình mọi vẻ. Chúng tôi muốn vua hay rằng chúng tôi có đi trong tỉnh Giuđa đến đền thờ của Đức Chúa Trời rất lớn, thấy người Giuđa xây cất cái đền thờ ấy bằng đá nguyên khối, sườn nhà đã gác ngang qua vách rồi,
và công việc làm cách kỹ lưỡng và tấn tới trong tay họ. Chúng tôi có hỏi các trưởng lão ấy rằng, ai ban lệnh cho các ngươi cất cái đền này và xây vách thành này lên? Chúng tôi cũng hỏi danh tánh họ, đặng tâu cho vua biết các tên của những người quản xuất chúng. Chúng đáp lời như vậy: chúng tôi vốn là kẻ tôi tớ của Đức Chúa Trời, Chúa Tể của trời và đất. Chúng tôi đang xây cất lại cái đền thờ đã lâu năm trước đây có một vua sang trọng của Israel lập lên và làm cho hoàn thành. Song các tổ phụ chúng tôi chọc giận Đức Chúa Trời, nên Ngài phó chúng vào tay Nebuchadnezzar vua Babylon là người canh đê. Vua ấy phá hủy đền này và bắt dân sự đem qua Babylon. Nhưng năm đầu đời Siru, vua Babylon trị vì, vua Siru truyền lệnh cất lại cái đền của Đức Chúa Trời. Vua Siru cũng rút ra khỏi đền thờ Babylon những chậu vàng và bạc của đền Đức Chúa Trời mà Nebuchadnezzar đã đoạt lấy khỏi đền thờ tại Jerusalem, đem về trong đền thờ Babylon. Siru giao các vật ấy cho danh Sheshbaza mà người lập làm quan tổng đốc và nói với người rằng: hãy lấy các khí dụng này đi để trong đền thờ tại Jerusalem và xây cất lại nhà của Đức Chúa Trời trên chỗ cũ nó. Bấy giờ, Sheshbaza này đến lập nền đền thờ của Đức Chúa Trời tại Jerusalem, và từ lúc đó đến rày người ta đương xây cất nó song chưa hoàn thành. Vậy bây giờ, nếu đẹp ý vua, xin hãy tra khảo trong kho vua tại Babylon xem thử thật Siru có ra chiếu chỉ xây cất lại cái đền của Đức Chúa Trời tại Jerusalem chăng. Đoạn cầu vua giáng chiếu dạy chúng tôi ý vua về việc ấy. Chương 6. Vua Darius bèn truyền tra khảo trong tàng thư viện là nơi chứa các bửu vật tại Babylon. Người ta tìm được trong đồn ở Ecbatan tại tỉnh Medi một cuốn giấy, trên đó có di tích như vậy: năm thứ nhất đời Siru, vua Siru ra chiếu chỉ về đền của Đức Chúa Trời tại Jerusalem rằng: khá xây cất lại đền của Đức Chúa Trời, đặng làm nơi dâng những của lễ, các nền nó phải lập cho vững bền. Đền thờ sẽ 60 thước bề cao và 60 thước bề dài. Nó sẽ có 3 hàng đá nguyên khối và 1 hàng đòn tay gỗ mới. Còn tiền sở phí thì phải cấp phát từ trong nhà vua. Lại, các khí dụng bằng vàng và bạc của nhà Đức Chúa Trời mà Nebuchadnezzar đã lấy trong đền thờ tại của Jerusalem và đem qua Babylon thì phải trả lại và đem về trong đền thờ tại Jerusalem. Khí dụng này trong chỗ nấy, ngươi phải để nó tại chỗ cũ trong nhà của Đức Chúa Trời. Vậy bây giờ, hỡi Tác-tê-nai tổng đốc của xứ phía bên kia sông, Sheta-bô-xê-nai và các đồng liêu người ở A-phạt-sát bên kia sông, hãy giang ra, khá để cho quan cai của người Giu-đa và những người trưởng lão của chúng xây cất lại đền thờ của Đức Chúa Trời tại nơi cũ nó. Này, ta ra lệnh truyền các ngươi phải làm gì đối với các trưởng lão dân Giu-đa đặng giúp việc cất lại cái đền của Đức Chúa Trời. Hãy lấy thuế khóa thâu ở bên kia sông, vội cấp phát các tiền chi phí cho những người đó để công việc chẳng bị dứt chừng. Phàm vật chi cần kiếp, hoặc bò tơ đực, chiên đực hay là chiên con để dùng làm của lễ thiêu dâng cho Đức Chúa trên trời, hoặc lúa mì, muối, rượu hay là dầu, theo lời những thầy tế lễ ở tại Jerusalem, khá giao cho họ mỗi ngày, chớ thiếu. Hầu cho họ dâng những của lễ có mùi thơm cho Đức Chúa trên trời và cầu nguyện cho sanh mạng của vua và của các vương tử. Ta cũng truyền lệnh rằng, nếu ai cãi chiếu chỉ này, thì khá rút một cây đòn tay trong nhà kẻ ấy, rồi treo nó tại đó, và vì cớ tội ấy, làm cho nhà nó thành ra một chỗ đổ rác. Nguyện Đức Chúa Trời là đấng đã khiến danh Ngài ngự trong đền thờ ấy, hủy diệt vua nào, dân tộc nào, dám giơ tay ra cãi chiếu này, đặng phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời ở tại Jerusalem. Ta là Darius, ban chiếu chỉ này, khá làm theo nó cách cần mẫn. Tác-tê-nai, quan tổng đốc của xứ phía bên này sông, Sheta-bô-xê-nai và các đồng liêu họ, bèn cần mẫn tuân theo chiếu chỉ mà vua Darius đã sai đến. Ấy vậy, các trưởng lão của dân Giu-đa bắt tay cất lại đền thờ. Công việc được may mắn, y lời tiên tri
của tiên tri Age và của Sachari, con trai của Ido. Vậy, chúng làm xong công việc cất đền thờ, tùy theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời của Israel và theo chiếu chỉ của Shiru, Darius và Artaxerxes, vua nước Pherusha. Ngày thứ ba tháng Ada, nhằm năm thứ sáu đời vua Darius, cái đền này được xây cất cho xong. Dân Israel, những thầy tế lễ, người Lê Vi và những người khác đã bị bắt làm phu tù được về, đều giữ lễ khánh thành đền thờ của Đức Chúa Trời cách vui mừng. Về lễ khánh thành đền thờ này, chúng dâng 100 con bò đực, 200 con chiên đực, 400 con chiên con, và tùy theo số các chi phái Israel, chúng dâng 12 con dê đực làm của lễ chuộc tội cho cả dân Israel. Chúng lập lên những thầy tế lễ của các người Lê-vi tùy theo ban thứ của họ, đặng phục sự Đức Chúa Trời tại Jerusalem, y như đã chép trong sách của Môi-se. Đoạn, ngày 14 tháng Giêng, các người đã bị bắt làm phu tù được về, giữ lễ vượt qua. Vì những thầy tế lễ và người Lê-vi, cả thảy đã dọn mình cho thanh sạch không trừ ai. Rồi, chúng vì hết thảy người đã bị bắt làm phu tù được về, vì những thầy tế lễ là anh em mình và vì chính mình mà giết con sinh dùng về lễ vượt qua. Những người Israel đã bị bắt làm phu tù được về, bèn ăn lễ vượt qua, luôn với những người đã tự chia rẽ ra sự ô uế của các dân tộc trong xứ, đến theo dân Israel, đặng tìm kiếm Jehovah Đức Chúa Trời của Israel. Trong 7 ngày, chúng giữ lễ bánh không men cách vui vẻ, vì Đức Jehovah đã làm cho lòng chúng được khoái lạc và có cảm động lòng vua Assyri đoái xem chúng, đặng giúp đỡ trong cuộc xây cất đền của Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của Israel. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình Tĩnh Nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn Tĩnh Nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.